5 thói quen nên làm vào buổi sáng giúp bạn sống thọ hơn. Dưới đây là 5 thói quen bạn nên làm vào buổi sáng để được sống thọ hơn nhé. Thứ nhất, vươn vai. Khi ngủ khó tránh khỏi các tư thế không đúng dẫn đến hôm sau thức dậy, thân thể không được thoải mái. Lúc này bạn nên duỗi thắt lưng, vươn vai, cử động tay chân. Cách này sẽ đẩy nhanh quá trình lưu thông máu để các khớp cơ và các bộ phận khác được thư giãn nhất định. Không chỉ vậy, trong quá trình co duỗi kết hợp với phương pháp hít thở sâu có thể đả thông kinh ngạch, kích hoạt nội tạng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất thứ hai, uống một cốc nước ấm. Trong quá trình ngủ, hoạt động hô hấp theo thói quen của cơ thể sẽ tiêu hao nước khiến cho máu bị đặc lại. Nếu không được bổ sung nước thì buổi sáng khi thức dậy, huyết áp sẽ rất dễ dàng tăng cao, không có lợi cho sức khỏe. Thứ ba, không bỏ bữa sáng không có gì ngạc nhiên khi chế độ ăn uống lành mạnh là phần quan trọng để trở thành một người trăm tuổi thức ăn được bổ sung cho cơ thể vào buổi sáng giúp cho cơ thể tiêu hóa tốt hơn duy trì hoạt động tiêu hóa buổi sáng cũng là thời điểm tốt để cơ thể hấp thụ vitamin khoáng chất tốt nhất đối với những bạn muốn giảm cân bữa sáng vô cùng quan trọng và thứ tư ăn một thìa mật ong mật ong cũng giúp bạn tràn đầy năng lượng kích thích trí nhớ và tăng năng suất trong làm việc. Ngoài ra, thường xuyên sử dụng mật ong vào buổi sáng cũng giúp cho bạn phòng tránh những cơn ho, làm dịu và tránh tình trạng dị ứng. Và thứ năm, làm sạch lưỡi. Đánh răng hai lần trên ngày không đủ để làm sạch vi khuẩn trên lưỡi của bạn. Vậy tình trạng này có thể khiến cho hơi thở của bạn có mùi, mảng bám răng, sâu răng, vươm nếu vân vân. Chính vì vậy, việc bạn cần làm vào buổi sáng sớm đó là làm sạch lưỡi các bạn nhé.